Xin chào anh em nha. Hôm nay mình giới thiệu một cái sản phẩm mới chuyên về hút dầu bằng tay. Ở đây là cái hút dầu bằng tay này là mình có thể là cơ động di chuyển mọi lúc mọi nơi, với điều kiện là anh em không có nén khí và cũng không có dây điện. Thì các anh em muốn hút dầu tại xe ở đây là mình đang ví dụ là ở đặt ngoài bãi, hoặc anh em làm về cơ khí như máy móc cần phải thay dầu, hoặc là luôn cả ở vấn đề là trên biển luôn nha, là những cái tàu bè đi ngang qua thì muốn thay dầu thì các anh em có thể là hút dầu tại đó luôn. Tại vì lý do là mình không cần phải có nén cái khí, mình không phải chạy vô tiệm ra hoặc là vô những cái xưởng để mình mở mình tháo ra. Với cái con này thì nó sẽ rất là cơ động. Mình sẽ nhấc ra coi luôn cho anh em. Thì bên trong nó sẽ có những cái ống này nha các anh em, có một cái ống kim loại luôn. Đây là ống đồng nha các anh em. Cái ống đồng này có thể uốn cong được. Tùy theo cái mình định hình lại là nó góc cong hay góc thẳng thôi. Và đây là cái con máy sử dụng là theo kiểu hút chân không, kiểu là dạng như bằng bơm, mà giống như bơm xe vậy các anh em. Đây, cái đầu này sẽ hút vào. Thì con này á, là đặc điểm á, là anh em có thể hút tất cả các dòng loại dầu hoặc là những hóa chất cần phải thả vào đây, để sau mình đem đi đổ bỏ hoặc thay thế đi. Ví dụ con xe này là đang để ở bãi là mình tầm nửa năm rồi, hoặc thậm chí luôn nữa là xe bị ngập nước mà anh em đã nước rút xuống rồi, thì các anh em có thể là rút dầu tại nhà hoặc là tại một cái bãi nào đó, anh em thay dầu trực tiếp rồi sau đó anh em nổ máy đi ra ngoài kiểm tra. Thì ở đây là mình sẽ hướng dẫn cho các anh em cách lắp đặt và cách thao tác luôn. Thứ nhất có nhiều ống, ống nhỏ nhất là ống bé lắm, bé lắm, cái này chừng khoảng là 3 ly thôi, sau đó tới 5 ly, và cái ống này là khoảng là 8 ly, to lắm nha các anh em. Thì ở quy trình này mình sẽ ráp như thế này, nếu mà hút về dầu ô tô thì nó sẽ dùng có hai ống thôi. Thứ nhất là mình sẽ cắm một cái ống to, cắm chặt vào đây nha các anh em. Sau đó một cái ống nhỏ như thế này, nối liền ở đây nha các anh em. Lý do là khi mình hút dầu á, cái ống này nó rất là dài, thì mình sẽ đưa vào và tùy theo địa hình và tùy theo loại xe và tùy theo loại máy móc, muốn dài ngắn thì mình đưa vào, thì ở ngoài là mình chỉ đạm theo kiểu mình bơm xe thôi. Thì thông thường á, về động cơ xe thì sẽ có một cái thâm dầu như thế này đây nha các anh em. Mình giờ mình muốn thay dầu thì bắt buộc là mình phải rút nó ra. Ok, giờ mình đã để cái ống cái thâm dầu ra đây, thì đây là cái lỗ ống này, nhỏ rất là nhỏ luôn các anh em. Thì ống này chuyên dùng cho ô tô mà. Đây, anh em sẽ đưa vào đây, nó rất là dài, thì đâm ra là anh em sẽ thoải mái việc cắm vào nha các anh em. Thì cắm vào thì các anh em sẽ có một cái gọi là cái cảm giác thôi, cảm giác nó vào là có một cái khớp, sau đó đưa xuống nữa, vừa đây là tới nè, tới điểm chân là các anh em. Đấy, còn nếu anh em muốn nhét sâu vào nữa là nó sẽ đẩy qua một cái góc khác. Bây giờ là mình sẽ hút từng điểm cái đã. Rồi tới đây. Ok, giờ mình sẽ mở cái ống, cái nắp đổ dầu vào để cho một cái khoáng thí ra để rút cho nó nhẹ. Thì các anh em đã cắm vào rồi thì các anh em có thể là để đây, hút mình sẽ theo kiểu bơm mà. Đây các anh em xem, khi mình bơm xong á thì nó sẽ có cái lực hút chân không, nó đang kéo lên nè. Đấy các anh em xem, dầu nó đang dần dần chạy lên nè. Mình muốn cho anh bơm nữa. Đấy, lại mình kéo hơi. Đấy, đang bơm lên nha các anh em. Ok, đang vào rồi đấy. Đấy, ở đây là rất tiện lợi nha các anh em. Khi mà mình hút dầu bằng tay này á, là không phải cần đến khí, mình làm tại bãi luôn. Những cái bãi kho xe để lâu mình không dùng tới thì mình thay dầu như thế này thì rất là tiện lợi. Chẳng lẽ bây giờ cái dầu mà đã để lâu rồi mà mình khởi động máy đi, hoặc thậm chí là nước nó vào rồi mà mình khởi động máy đi thì nó rất là mất hay, thì bắt buộc mình phải rút dầu tại xe luôn. Hoặc là mình nói về những cái động cơ máy mình muốn thay dầu, mình có thể hút dầu bằng kiểu này luôn nha các anh em. Đây là cái thiết kế để tiện lợi và cơ động rất nhiều luôn. Có thể anh em trang bị trên một chiếc xe gọi là cơ động để sửa chữa lưu động á, mình có thể lắp vào hút dầu tại nơi luôn, tại ở ngoài đường cao tốc gì đó thì mình sẽ hút luôn bằng cái này. Đây mình sẽ nói về sơ qua. Đây là một dạng gọi là cái bơm, mà giống như bơm xe đạp á, bơm đồ chơi, bơm nén khí gì đó, thì giống như mình bơm, nhưng mà ở đây nó thiết kế ngược của người ta lại là
khi anh ép xuống lại thì cái lực hút chân không nó sẽ hút vào đây. À, nó sẽ có một cái lực hút chân không nó đẩy vào đây, nó là khác nha. Và thể tích này là khoảng 9 lít nha các anh em. 9 lít này anh em cơ động rất là nhiều luôn. Mỗi con xe ô tô nó trùng khoảng 3 lít 2 với 3 lít rưỡi hoặc là 4 lít. À, thậm chí có con cả 8 lít nữa là nói về con bán tải rồi. Đấy, ok, mình lấy cái con này mình vẫn hút được dầu luôn nha các anh em. Đấy, khi anh em mà hút dầu mà nó ra còn như thế này nè. Đấy, là biết là bồn mình đã hút gần xong rồi. Thì các anh em có thể là tháo ống và di chuyển ra chỗ khác và thay dầu mới luôn. Đấy, mình kéo cho hết cái hơi không khí trong đó rồi. Để sau cho sạch cái ống. Tí nữa mình rút ra nó sẽ có một cái áp suất, nó sẽ phụt ống ra rất là nhiều. Thì bắt buộc trước khi anh em xả này ra, anh em xả e nhé. À, ấn cái này hết cho mình. Đấy, ấn cái này là cái là xong rồi. Rồi mình sẽ hướng dẫn cho các anh em luôn cách đổ dầu ra. Thì ở đây nè các anh em, đường hút vào nè, nó sẽ có một cái gọi là cái phễu nhỏ. Mình sẽ nhấc cái này ra, hơi nặng tay một tí. Đây, cái lỗ ống này anh em có thể là đi chút đổ dầu ra. Đấy, thấy chưa? Rất là tiện lợi luôn nha các anh em. Với cái con này thôi, có thể cơ động mọi lúc mọi nơi, dù ở khoảng cách xa bao nhiêu, mà chỉ cần dùng bằng bơm nén thôi. À, dùng bằng bơm nén bằng tay thì thôi, thì các anh em cũng đã rất là tiện lợi hút dầu luôn. Thì các anh em có thể là mang đi, không cần phải khí nén và cũng không cần phải điện. À, cái này rất là tiện lợi nha các anh em. Anh em có thể tham khảo qua video trước này, hoặc là liên hệ đến website của Yato.vn, hoặc là số hotline 0936 318800 nhé. Thôi, xin chào tạm biệt các anh em nhé.